Diễm Thi và Trần Như kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ bảy ngày 12 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc, Thái Lan ký kết nhiều thỏa ước thương mại lớn. Hoa Kỳ có hy vọng thoát khỏi bế tắc chính trị nội bộ. Thưa quý vị, Trung Quốc chỉ trích Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ sáu là đã ngầm ủng hộ lập trường của Philippines trong việc tranh chấp lãnh hải và một lần nữa nhấn mạnh rằng Bắc Kinh bác bỏ mọi nỗ lực của Manila nhờ tới tòa án quốc tế. Philippines làm Trung Quốc tức giận qua việc đưa vấn đề ra tòa án Liên Hiệp Quốc nhờ xét xử về giá trị pháp lý của tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông mà Hoa Lục luôn khẳng định. Ngoại trưởng John Kerry lên tiếng với các lãnh đạo, kể cả Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei rằng tất cả những nước tranh chấp chủ quyền trong khu vực này có thể nhờ tới Tòa án Liên Hiệp Quốc cùng những biện pháp thương nghị hòa bình khác. Hoa Kỳ cho biết là không nghiêng về bên nào trong cuộc tranh chấp ấy, nhưng nhấn mạnh rằng Tự do hàng hải tại Biển Đông, một trong những thủy lộ đông đúc tàu bè nhất thế giới là quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đọc diễn văn trước Quốc hội Thái Lan kể từ hơn một thập niên nay, nhân khi ông viếng thăm xứ Chùa Vàng trong 3 ngày để củng cố mối quan hệ và tìm cơ hội kinh doanh. Bài diễn văn của Thủ tướng Họ Lý cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là lãnh tụ ngoại quốc đầu tiên đọc diễn văn trước Quốc hội Indonesia. Lên tiếng với các nhà lập pháp xứ Thái, ông Lý Khắc Cường cho biết Thái Lan và Trung Quốc sẽ nâng số thương vụ lên tới 100 tỷ đô la vào cuối năm 2015 và Trung Quốc sẽ mua nông phẩm của Thái Lan. Nhân dịp này, ông Lý yêu cầu giới lập pháp Thái ủng hộ kỹ thuật xe lửa tốc hành của Trung Quốc. Chính phủ hai nước nhân tiện cũng ký nhiều giác thư liên quan đến việc hợp tác trong các dự án hỏa xa, đầu tư, năng lượng, văn hóa cùng nhiều lĩnh vực khác. Bangkok ra sức bán phần lớn lượng gạo dự trữ do chương trình mua gạo của nông dân thuộc chính sách chủ chốt của chính phủ Zinglak Sinawatch. Chương trình này khiến chính phủ bị lỗ gần 4 tỷ rưỡi đô la kể từ khi được áp dụng hồi năm 2011. Tình trạng Bangkok không thể bán gạo giá cao tại thị trường thế giới khiến Ấn Độ và Việt Nam qua mặt Thái Lan về giá gạo xuất khẩu của họ. Trung Quốc hôm qua chỉ trích vụ kiện tại Tây Ban Nha về cáo giác rằng cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vi phạm nhân quyền ở xứ Tây Tạng. Nữ phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Tây Tạng là lãnh thổ bất khả phân của Hoa Lục và cho biết thêm đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau khi một tòa án Tây Ban Nha đồng ý xét xử vụ kiện ông Hồ Cẩm Đào thuộc trong cuộc điều tra xem ông ta có thực hiện hành động diệt chủng tại Tây Tạng trong các thập niên 80 và 90 hay không. Vụ kiện này do Ủy ban ủng hộ Tây Tạng khởi đơn nhắm vào 7 lãnh đạo Trung Quốc, kể cả ông Giang Trạch Dân và ông Lý Bằng. Vụ xử vừa nói được chấp nhận theo nguyên tắc về thẩm quyền xét xử phổ quát mà ngành tư pháp Tây Ban Nha chuẩn thuận hồi năm 2005. Qua đó, các tòa án tại Tây Ban Nha có thể xử những trường hợp diệt chủng, tội ác chống nhân loại xảy ra bất cứ nơi nào và đối với bất kỳ bị cáo thuộc quốc tịch nào. Có ít nhiều dấu hiệu thoát khỏi bế tắc chính trị tại Washington từ ngày hôm qua, tuy cũng còn những trở ngại chưa vượt qua được. Thưa quý vị, sau hơn một tuần bế tắc, hôm thứ Năm, Đảng Cộng Hòa đề nghị với Tổng thống Obama về một kế hoạch cho phép chính phủ Hoa Kỳ vay tiền trong một thời gian ngắn. Kết quả là thị trường tài chính Mỹ và châu Á vào ngày hôm nay đã tăng điểm, sau cuộc gặp giữa Nhà Trắng và các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, cả hai bên đều nói cuộc gặp có tính xây dựng. Nhưng trong khi đó, thì Nhà Trắng cho biết Tổng thống sẵn sàng với kế hoạch gia hạn 6 tuần để nâng trần mức nợ công lên đến 16,7 ngàn tỷ đô la, mặc dù Tổng thống vẫn muốn một thời gian dài hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một khó khăn, đó là Đảng Cộng hòa đòi việc đàm phán về ngân sách như là một điều kiện để mở cửa chính phủ trở lại, trong khi Tổng thống nói ông chỉ sẵn sàng đàm phán một khi các văn phòng của chính phủ mở cửa lại hoàn toàn và hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ được quay lại làm việc. Hoa Kỳ sẽ trở thành nước sản xuất dầu nhiều nhất thế giới vào năm tới, vượt qua cả Nga. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo như vậy vào ngày hôm qua, Dự báo này được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Mỹ cho biết mức tăng trưởng khoảng một trong sản xuất dầu tại Hoa Kỳ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, góp phần giúp Washington giảm việc nhập khẩu dầu. Theo cơ quan vừa nói, thì với sản lượng hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày trong hai quý vừa qua, Hoa Kỳ đã đạt được mức sản xuất dầu cao nhất kể từ nhiều thập niên này tại quốc gia này và sẽ trở thành nước không thuộc khối OPEC sản xuất dầu nhiều nhất vào quý 2 năm 2014. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afa.tiengviet.net. Nếu bị tương lượng ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achoutuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afa.org. Chúng tôi và chân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.